Findely, cà phê thật kết nối thật. Findely, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Bom hàng. Bom hàng. Biết một hay biết hai? Biết hai. Biết hai. Yeah. My check, one, two. Có những người quét rác, có những người gom hàng, có những người đứng bán, fuck mấy thằng bơm hàng. Yeah, ta không thích cái chuyện đó đâu. Yeah, mỗi khi rap là ta phải có flow. Yeah, và ngay sau đó giàu. Yeah, nó lên. Ok, không vào rồi, để lên đây á. Có giấy này. Trà xanh. Biết nào cũng được. Cái nào cũng được. Yo. Anh chỉ muốn đến một nơi có em và anh. Anh chỉ muốn uống loại nước đó là trà xanh. Yeah, uống xong rồi mình súc miệng. Yeah, uống xong rồi tụi mình buôn chuyện. Yeah, khi màn đêm đang dần buông, nước mắt anh cũng không còn buồn. Yeah, và anh sẽ đi thẳng tới. Yeah, đến một nơi mà anh cũng chẳng tới. Đi thẳng tới một nơi em chẳng tới. Đấy là một... Liên thuyền. Đó. Và đó là biến hình. Ok. Cho một con beat một, con beat vừa nãy đi. Biến hình. Quá trình luyện tập ở ngay phòng ngủ. Quá trình luyện tập ngày đêm nhưng mà nó không đủ. Quá trình không quan tâm tới tiến trình. Quá trình mà ta bước tới và ta vẫn đi tới tiến trình. Mà người ta vẫn còn đang bước đi, không cần biết tiến xa. Và chúng ta đang đẩy để cho nó biến xa. Không quan tâm đến chuyện tương lai, quá khứ hay là chuyện tiến trình. Và tao đến đây, tình Rap Việt, đây là sân khấu để ta biến hình. That's good, bro.